Xin chào anh em, mình đến từ MSBTVN. Và nghỉ Tết rất là dài rồi thì ngày hôm nay mình quay lại trở lại và làm video này cho anh em luôn. Thì anh em có thể nhìn ngay trên bàn ấy, mình đang có hai chiếc điện thoại ở đây. Đó là chiếc Galaxy Note 9 này. Sản phẩm này hiện tại đang làm mưa làm gió trên kênh YouTube của mình luôn, bởi vì mình ra rất là nhiều video của sản phẩm này mà mình nhận được rất là nhiều đơn đặt hàng cho sản phẩm Galaxy Note 9 này luôn. Và bên này thì mình có một chiếc iPhone, là chiếc iPhone X anh em nhá. Thì lần này mình đưa hai sản phẩm này vào ấy, bởi vì là thực tế mà nói thì mình cũng muốn nói cho anh em biết là mình có bán iPhone nhá. Và tại shop trực tiếp là shop mình tại 170 Đằng Chay ấy. Trước Tết và sau Tết vừa giờ thì rất là nhiều anh em vào shop mình và hỏi là hai sản phẩm này nên mua sản phẩm nào. Những anh em mà là fan của iPhone ấy thì tất nhiên là anh em chọn X rồi đúng không? Và anh em fan của Samsung hay là Android thì anh em rất là thích chiếc Note 9 này rồi, bởi vì đây gần như là chiếc điện thoại cũ mà đang ở tầm mức gọi là xịn sò nhất ở trong tầm mức tầm 10 triệu. Thì giá cụ thể ấy, thì hiện tại bên mình đang bán ấy, giá bây giờ là đầu tháng 2 của năm 2020 ấy, thì mình đang bán chiếc Galaxy Note 9 này với giá chỉ có tầm hơn 8 triệu thôi. Bản cao cấp như bản 52GB RAM 8GB ấy thì mình chỉ bán hơn 9 triệu một chút thôi. Đây là bản Hàn Quốc nhá. Bản Hồng Kông 2 SIM thì cũng tầm 9 triệu này. Còn bên này là chiếc iPhone X thì hiện tại mình đang bán giá là chỉ có 10 rưỡi đến 11 triệu. Nhưng mà rất là nhiều anh em lăn tăn ra hai sản phẩm này ấy. Bởi vì là phải nói nếu mình nói về khả năng sử dụng ấy thì tùy từng người rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ chạy trực tiếp để xem là sản phẩm nào dùng tốt nhất. Nhưng mà trước tiên ấy, thì mình sẽ nói qua về khả năng sử dụng cụ thể hơn nhé. Việc đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy chiếc iPhone X này, thon gọn và nhỏ gọn hơn đúng không? Chúng ta cầm trên tay nó sẽ thoải mái hơn này. Đấy, ngược lại thì chiếc Note 9 rất là to, cầm trên tay sẽ không thoải mái bằng. Nhưng mà nếu anh em nào đã quen với máy to ấy thì sẽ chắc chắn là một điều là rất là thích chiếc Note 9 này rồi đúng không? Màn hình rất là to này, rất là thoải mái này. Màn hình chiếc iPhone X này cũng to nhưng mà nó lại tràn viền và chiếc máy này cảm giác cầm trên tay nó sẽ bé hơn. Đấy, thế nên là cảm giác cầm nắm thì anh em biết rõ là mình sẽ là nhu cầu sản phẩm nào rồi. Còn về khả năng sử dụng nhé, về khả năng sử dụng thực tế này, những sản phẩm này đều có các chức năng gần là như nhau. Có nghĩa là chúng ta có thể lướt web này, chúng ta đều có thể xem YouTube này, xem phim này, nghe nhạc này, online được hết, giống hệt nhau thôi. Đó, nhưng nếu là chúng ta sử dụng offline như thế nào? Trong trường hợp chúng ta đang sử dụng chiếc iPhone thì việc mà chúng ta có phim, có nhạc hay là chúng ta có ảnh vào trong này ấy, chúng ta có thể có những bộ phim online rất là hay, chúng ta có thể có những cái phim chúng ta phải lên trên mạng, phải lên những trang web rất là khó để chúng ta đào về, nhất là trong cái tình trạng hiện tại bây giờ Xvideo nó bị chặn rồi đúng không anh em. Thế nên là nếu mà đào về chứa trên iPhone này ấy, thì nó hơi phức tạp, nhưng mà trên Android này chúng ta chứa rất là thích luôn, chứa vào đó để trong Samsung và thỉnh thoảng chúng ta xem lại trong điện thoại và chúng ta xem lại ấy, thì nó là điều vô cùng đơn giản. Thậm chí là chúng ta có thể giấu cái folder đi để cho mọi người không biết là chúng ta đang có bộ sưu tập rất là tuyệt vời đúng không? Còn trên chiếc iPhone thì chúng ta sẽ không làm được cái đấy. Đấy là khả năng sử dụng nhé. Còn về cụ thể về chức năng và những cái tính năng nó sẽ là như nào ấy, thì bây giờ anh em cùng theo dõi cái video này mình làm nhé. Việc đầu tiên thì mình sẽ mở máy lên. Mình sẽ cùng chỉnh hết cỡ màn hình sáng cho anh em xem nhé. Chỉnh sáng hết cỡ cả hai chiếc máy này nhé. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ cùng vào chạy kiểm tra điểm AnTuTu xem là đánh giá hai chiếc máy này nó sẽ cho cái mức điểm là như thế nào nhé. Đây, mình sẽ cùng chạy AnTuTu xem như nào nhé. Cái phần mềm AnTuTu ấy thì phải nói thật với anh em, nó là cái phần mềm nó chạy thử tất cả cái tính năng, tất cả những tác vụ, tất cả những khả năng khai thác hoàn toàn trên chiếc máy này. Ví dụ nó giả lập cho anh em chạy game này, giả lập cho anh em xem phim, giả lập cho anh em duyệt web, giả lập cho anh em copy dữ liệu, giả lập tất cả mọi thứ để đánh giá lên một chiếc máy là cái điểm số nào là bao nhiêu. Nó sẽ dựa trên thang điểm của chính nó, dựa trên điểm chính của chính AnTuTu đánh giá anh em nhé. Thì nó cũng tương đối là đúng ấy. Nếu mà trong máy nào mà điểm cao chắc chắn một điều là máy đó sẽ dùng những tính năng, toàn bộ tính năng của nó rất là tốt. Bây giờ mình sẽ cùng chạy xem nào nhá. Anh em kiên nhẫn chờ đợi cái này cho mình nhé, bởi vì là cái này nó chạy nó khá là lâu đấy, nó mất khoảng tầm 2 phút rồi. Đó, chiếc iPhone X đã bắt đầu vào chạy rồi, bây giờ chúng ta cùng nghe loa nhé. Đây, chúng ta sẽ cùng nghe loa của chiếc iPhone X này. Đây, mình đang bật hết cỡ nhá. Đây, cùng xem màn hình luôn. Mình sẽ bật tiếng Note 9 luôn. Đó, anh em mình nhìn đây. Về màn hình của những siêu phẩm này thì chúng ta không cần phải nói nhiều đúng không? Rất là đẹp, mỗi cái có một cái đẹp riêng. Như chiếc Note 9 này thì mình cảm thấy màu sắc của nó không được gọi là thực tế, không được thực tế, mình sẽ nhỏ tiếng lại nhé. Loa của hai sản phẩm này thì mang tính xem nhau thôi, mình sẽ nhỏ tiếng lại mình nói cho anh em. Thực tế thì trên chiếc iPhone màn hình của nó cảm giác nó thực tế hơn, còn trên chiếc Note 9 này thì cảm giác nó phim ảnh hơn.
Hiểu như nào nhỉ? Nếu anh em tưởng tượng nha, anh em có một cái màn hình 75 inch ấy, anh em treo vào tường và một chiếc cửa sổ để hai bên nhau cùng chiếu một khung cảnh ấy, thì chiếc Note 9 này giống như anh em nhìn vào chiếc màn hình đấy, và chiếc iPhone X thì giống như anh em nhìn ra cửa sổ ấy, nó thực tế là như vậy. Cái này mình theo đánh giá của mình thôi nhé, còn thực tế anh em khác thì có thể cảm nhận khác nhé. Của mình là nó như vậy, iPhone X thì cảm giác màn hình nó thật hơn so với chiếc Galaxy Note 9. Bây giờ chúng ta cùng chờ đợi trong vòng 2 phút để xem điểm số cụ thể là như nào nhé. Ok, sau chờ đợi thì chúng ta đã biết kết quả nhé. Thì cụ thể chúng ta có thể nhìn thấy điểm AnTuTu đấy. Benchmark đánh giá cho hai sản phẩm này là cũng gần như xem nhau. Cụ thể thì Note 9 nó nhỉnh hơn một chút. Ở Note 9 có tổng điểm là 341.130, còn trên chiếc iPhone X này của mình ý, có tổng điểm là số là 327.422. Chi tiết sâu hơn thì về CPU ấy, là CPU thì Note 9 chỉ có 109.000 thôi, còn trên chiếc iPhone X là 123.000, có điểm CPU của iPhone X là cao hơn. Nhưng điểm GPU của chiếc Note 9 này ấy, thì lại cao hơn 122.000, trên chiếc iPhone X chỉ có 98.000 thôi. Điểm MEM và điểm UX thì là xem nhau. Một điều là ai cũng biết ấy, là chiếc iPhone X này ra mắt vào năm 2017, còn chiếc Note 9 này hiện tại ra mắt là năm 2018. Có nghĩa là chiếc Note 9 là sau, nhưng thời điểm bây giờ thì chiếc Note 9 là rẻ hơn. Cái điều đó đương nhiên rồi, những chiếc iPhone bao giờ cũng sẽ giữ giá hơn rất là nhiều, đúng không anh em? Cấu hình chi tiết thì chiếc Note 9 nếu mà nói về thông số ấy, thì nó sẽ cao hơn anh em nhé. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy này, chiếc về CPU thì mình không nói được nhiều, bởi vì CPU hai chiếc máy là hoàn toàn khác hẳn nhau, và cũng không có chiếc Android này chạy nào có thể chạy được CPU là Apple A11, đúng không anh em? GPU cũng tương tự như vậy, nên là mình sẽ không nói được nhiều, nhưng mà mình sẽ nói về RAM. Thì hiện tại chiếc iPhone X này ấy, thì chỉ có RAM là 3GB thôi. Còn trên chiếc Note 9 này ấy, thì đây là phiên bản 128GB của Hàn Quốc anh em nhé, thì có RAM lên đến là 6GB. Có nghĩa là anh em thấy là RAM của chiếc Note 9 này nó gấp đôi so với RAM của iPhone X. Về thông số là như vậy, nhưng khả năng thực tế thì hệ điều hành của hai sản phẩm này hoàn toàn khác nhau. Thế nên là cái điểm số và khả năng sử dụng ấy thì nó nói tất cả. Hiện tại AnTuTu Benchmark thì nó có thể đánh giá là 80% khả năng sử dụng thực tế. Chúng ta có thể thấy là chiếc iPhone X là dùng cũng gần như là điểm số như vậy, là gần như xem. Về khả năng lướt web này, khả năng chơi game 3D này, khả năng xem phim này, tất cả các khả năng như vậy mà trên AnTuTu đánh giá này, khả năng xem nhau anh em nhé. Cụ thể hơn thì mình có cài cái game mà anh em cũng đang hay chơi ấy, đó là cái game PUBG này. Bây giờ mình sẽ chạy trực tiếp để xem là khả năng load game cũng như là sử dụng của hai chiếc máy này nó có xem nhau hay không nhá. Đó, chúng ta cùng xem này. Về lý thuyết ấy, thực tế thì cấu hình của chiếc Note 9 cao hơn, còn trên chiếc X là sẽ là thấp hơn, nhưng mà load game ấy thì mình phải nói thật với anh em là iPhone bao giờ load game rất là nhanh, bởi vì là tất cả những game thủ trong cuộc thi đấu game trên thế giới là người ta toàn dùng 8 alert. Trên chiếc iPhone X này thì cũng tương tự, như cấu hình tương tự như 8 alert thôi, cho nên chúng ta có thể nhận ra là iPhone X sẽ load nhanh hơn, đúng không? Bây giờ mình sẽ cùng vào chơi nhé, mình sẽ vào chơi luôn. Đây là những cái tài khoản mình mới tạo, thế nên là chơi rất là dễ, và mình sẽ vào chơi thực tế cho anh em xem là như thế nào. Đây, chúng ta có thể cảm nhận được màn hình này, và chúng ta thấy màn hình của chiếc Note 9 rất là to, chúng ta cảm giác là nhìn rất là rộng rãi, đúng không? Màu sắc thì trên chiếc Note 9 mình nói đấy, nó không được thực, màu sắc nó không được thực như là trên chiếc iPhone X. Đấy là chúng ta để cùng với nhau thôi, chứ trên chiếc Note 9 cũng rất là đẹp, đúng không? Đây, mình sẽ cùng vào nhá. Đây, chúng ta nhìn trên chiếc Note 9 này. Bây giờ mình sẽ vào mình xem cấu hình nhá. Phần đồ họa này mình sẽ để được lên HDR phát Ultra HD thì gần như là chưa có rồi, đúng không? Mình sẽ để tốc độ khung hình là cực cao, và mình sẽ để là như thực, có nghĩa là như phim thực, hình ảnh thực ấy, chứ không phải phim ảnh. Ok, mình đồng ý nhá. Tất nhiên ở đây là những siêu phẩm, thế nên là chúng ta sẽ cài cấu hình được Max luôn trên chiếc iPhone X.
cũng vậy, là chúng ta có thể để cái là cao hết được, cực cao này, như thực này, đồng ý đi. Đó, các bạn nhìn thấy này, màu sắc của chiếc iPhone X này, cảm giác như trời nắng luôn. Đấy, của chiếc này rất là phim ảnh luôn, đúng không? Hiện tại mình đang để hai chiếc máy này đối với cái độ, với cái độ sáng là tất cả là tối đa anh em nhé. Đây mình sẽ cùng nhìn lại này, và độ sáng của chiếc Note 9 nó bị giảm rồi, để tăng tối đa lại nhá. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy nhá, nhìn ánh sáng của chiếc iPhone X này nó bị chói, và đây là khoảng khung thời gian là mình nghĩ là nó sẽ là như nhau, đều là thời tiết đẹp ở trên hai cái game. Đó, chúng ta nhìn thấy bị chói ở trên máy bay chưa? Đó, cảm giác rất là thật luôn. Rồi mình sẽ nhảy luôn nhá. Ok. Đó, trên những chiếc máy này thì chúng ta hoàn toàn không, sẽ không cảm thấy độ giật luôn. Tất nhiên một điều là trên chiếc iPhone X ấy, thì nó rất là nhỏ, cầm rất là nhỏ nhỏ trong tay này. Bản thân mình là một người tay khá là to ấy, thì mình cầm thấy nó không thoải mái vì nó nhỏ quá. Đó, chơi game thấy nhỏ, hơi nhỏ, nhỏ quá. Mặc dù màn hình rất là lớn nhưng nó tràn viền xung quanh mà. Thế nên là vẫn cảm thấy nó không sướng tay cho lắm. Còn trên chiếc Note 9 thì hoàn toàn khác rồi, đúng không? Đấy, cầm rất là thoải mái luôn. Mặc dù hơi nặng hay là hơi to một chút. Đây mình sẽ nhảy nó vào đây. Mình sẽ nhảy vào đây nhá. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Rất là mượt luôn, không hề có độ giật một tí nào luôn. Đó. Ôi, mình đã bị bắn anh em ạ. Ở bên ngoài nó có bắn nhau rồi. Chắc là chỉ là những con bot thôi, không phải là người. Để cho nó bắn hơi dở. Có khi là mình đấm là nó chết. Đấy, mình đấm là nó chết luôn. Đơn giản đúng không? Đó, chơi trên những siêu phẩm là bắn là dễ thôi. Thực tế thì mình cũng là một người chơi game rất là gà, nên mình không chơi giỏi đâu. Đó, như đây có lẽ là những tài khoản mới này, gặp toàn những con boss thôi, nó bắn kém. Đây, lại gặp thêm một em nữa này, một cái màu đỏ luôn. Đó, em này nghe phải khô đấy em ạ. Thôi chạy thôi, gần hết máu rồi. Đứng chơi trên ai trên chiếc Note 9 quá lâu ấy. Chuẩn. Vào đây nhặt khẩu súng và tiêu diệt em luôn. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy là cái màn hình của iPhone X nó rất là thực luôn, cảm giác như là chúng ta đang chạy ở ngoài đời thực luôn đấy. Rồi chơi game trên hai sản phẩm này thì khỏi bàn cãi đúng không anh em, khỏi bàn cãi luôn, chơi rất là tuyệt vời luôn. Nếu anh em nào mà có bàn tay nhỏ nhỏ ấy, thì lên chơi trên iPhone X nha, bởi vì bản thân mình tay to thì chơi hơi khó chịu bởi vì nó hơi bé.
Nhưng mà nếu mà chơi lâu dài về lâu chơi cả buổi thì có lẽ trên iPhone X đỡ mỏi tay hơn. Còn trên Note 9 thì chúng ta chơi sẽ mỏi tay hơn. Và cái màu sắc của trên chiếc Note 9 ấy thì nó rất là rực rỡ và rất là phim ảnh luôn. Mình đã để chế độ như thực ấy nhưng mà mình cảm thấy nó vẫn như phim. Còn trên chiếc này ấy, thì cảm giác nó thật hơn anh em ạ. Trên iPhone X. Đó là khả năng chơi game nhé. Còn về chụp ảnh, bởi vì là chơi game là cái mà anh em cũng gần như là mua về để chơi game rất là nhiều. Những chiếc smartphone này ngoài cái giải trí thông thường đúng không, Facebook hay là đọc báo hay là thứ thì mình không cần nói nhiều nữa, bởi vì những điện thoại chỉ khoảng 1 triệu là chúng ta có thể dùng rồi. Còn về chụp ảnh ấy, bởi vì là những chiếc này nó cũng tập trung cao về chụp ảnh, về chất lượng của ảnh ấy, thì để mà nói và đánh giá từng người sẽ là khác nhau. Thế nên là mình sẽ để so sánh hai bức ảnh để cho anh em tự cảm nhận nhé. Mình sẽ không nói nhiều nữa về khả năng chụp ảnh của hai chiếc máy này, anh em tự cảm nhận nhé. Đó, anh em thấy có thể cảm nhận được theo ý của mình về khả năng chụp ảnh của hai chiếc máy này nhé. Thì nếu mà anh em yêu thích về chụp ảnh, những bạn nào mà thích chụp ảnh ấy, thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào những bức ảnh đấy, chúng ta tự cảm nhận và chúng ta sẽ tự đưa ra khả năng mình nên mua chiếc máy nào. Còn thực tế về sử dụng, về chơi game thì mình thấy nó không khác nhau đâu. Về khả năng cầm nắm ấy, anh em nào có tay to ấy, hay là anh em nào có khả năng sử dụng được máy to quen ấy, thì chúng ta nên mua chiếc Note 9 này. Còn nếu anh em nào không thích dùng máy to, mình thích nhỏ gọn thôi, chúng ta nên mua chiếc iPhone X ấy nhá. Còn nếu mà anh em có tiền mà mua chiếc iPhone mà cần to ấy, thì chúng ta có thể tham khảo dòng XS Max. Bây giờ giá của mình bên máy mình đang bán khoảng 15 triệu thôi. Anh em mua máy và anh em nghĩ về cái chuyện mất giá, thì tất nhiên một điều là Samsung cũng sẽ bao giờ sẽ là mất giá hơn so với dòng iPhone. Trong vòng 2 năm nữa, chiếc iPhone X dùng sẽ vẫn rất là ngon. Còn chiếc Note 9 thì đến lúc đấy thì cũng chỉ là bình thường thôi. 3 năm nữa chiếc iPhone X vẫn ok, bởi vì hiện tại bây giờ chiếc 6 Plus ấy vẫn dùng được mà vẫn ngon mà, 6S Plus ấy vẫn tốt mà, 6 Plus thì không dùng nữa rồi, bản thân mình không dùng nữa rồi, nhưng 6S Plus này vẫn tốt, vẫn dùng ok. Và chiếc iPhone X này vậy khoảng 3 năm nữa thì có lẽ là không hết thời đâu. Còn trên 3 năm nữa thì mình nghĩ là chiếc Galaxy Note 9 này thì không còn, nó sẽ không còn giá trị nhiều nữa rồi, đúng không? Đấy là về khả năng dùng lâu dài thì anh em cứ mua chiếc iPhone mà dùng nhá. Còn nếu anh em nào yêu thích giải trí này, offline này, có những cái bộ sưu tập phim rất là hay này, anh em cần lưu trữ ở đây, hay là anh em giải quyết công việc về Excel, Word ấy, thì anh em nên dùng một chiếc Samsung đấy. Bản thân cá nhân mình ấy, đây là điện thoại của mình này, mình đang dùng chỉ là một chiếc Galaxy Note 8 thôi đó, chứ mình không dùng một chiếc máy nào gọi là xịn cả, đúng không anh em? Thì mình đã cảm thấy quá ưng rồi. Mình có một chiếc bút, mình cần ghi chép gì nhanh mình chỉ có nút ra và sau đó mình ghi luôn vào đây đó. Mình có một chiếc bút, mình giải quyết những cái văn bản hay là giải quyết những cái file của Google, file Excel, file tất cả mọi thứ ấy trên một chiếc Android ấy, mình cảm thấy thích hơn rất là nhiều so với lại cả một chiếc iPhone này. Và tất nhiên rồi, phim mình có rất là nhiều, sưu tập rất là nhiều phim hay luôn anh em ạ. Cần link thì anh em cứ viết vào mô tả nhá, comment nhá, mình sẽ cho link thoải mái luôn, sẽ cho anh em download rất là nhiều phim hay luôn. Thì trên chiếc Samsung Galaxy Note 8 của mình là mình hoàn toàn mình giấu và mình chứa trên chiếc Note 8 được rất là nhiều. Còn chiếc iPhone ấy mình không làm được việc đấy. Thế là mình dùng chiếc Galaxy Note 8 nhá, bản thân mình dùng chiếc Galaxy Note 8 thôi. Thế là anh em tự đưa ra cái quyết định, sau khi xem video này anh em tự đưa ra quyết định xem hai sản phẩm nên mua sản phẩm nào. Nếu mà mua sản phẩm này ấy thì đơn giản thôi, anh em có thể liên hệ bên mình tại địa chỉ 170 Lạch Tray. Còn nếu anh em không ở Hải Phòng ấy thì anh em có thể comment vào bài video này, anh em có thể vào website bên mình là msm.vn, hoặc anh em có thể vào Facebook fanpage bên mình là msm.vn điện thoại siêu rẻ, hoặc là anh em có thể gọi trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 0256526789 nhé, để đặt hàng những sản phẩm này. Đường link mình để hết ở dưới mô tả rồi, anh em cứ vào bên dưới xem thôi. Bên mình ra ship COD toàn quốc cho anh em, nhận được hàng có phải thanh toán, và tất cả bên mình sẽ bao test 1-1 trong vòng 45 ngày cho trường hợp anh em mua ở xa, lỗi mình sẽ đổi máy khác luôn. Nếu anh em mua gói nâng cấp bảo hành có thể lên đến 1-1 đến 12 tháng nên anh em khỏi phải suy nghĩ luôn. Trừ trường hợp anh em là rơi vỡ vào nước mà không được đổi thôi nhá. Anh em đừng nói cái việc cái máy chống nước tại sao lại vào nước nhá. Cái việc đấy là anh em hỏi chính hãng thôi. Đấy, trường hợp rơi vỡ vào nước mình sẽ đổi cho máy khác. Anh em xem và thứ hai thì anh em like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhá. Cho mình một subscribe, đăng ký kênh của mình để mình đưa ra những clip nhanh nhất cho anh em, thực tế nhất. Mình chỉ là người dùng bình thường thôi, chứ không phải kỹ thuật chuyên gia gì cả. Cảm ơn anh em xem clip nha. Chào tạm biệt anh em.